Rất là nhiều cô chú muốn biết thông tin mới đúng không ạ? Nhưng mà trong lúc chắc mình phải đợi thêm 5 phút nữa để một số anh chị em vào thêm để mình sẽ công bố cái thông tin mới này luôn ạ. Ở đây sẽ là một cái thông tin giúp cho Alpha bùng nổ rất là nhanh và mọi người đang rất là hào hứng chờ đợi cái thông tin này. Dạ, cho em hỏi trong phòng Zoom này có cô chú anh chị nào là người mới không ạ? Nếu là người mới thì cho em xin số 2 ạ. Mình chưa là anh chị em à, đây có người mới. Tuyệt vời quá, hôm nay rất là nhiều cô chú anh chị mới. Giờ thì em xin phép chia sẻ cái thông tin này để mọi người cùng nắm được ạ. Ok rồi, Dũng xin đọc cái thông tin để mọi người không phải chờ đợi nè. Thì hiện tại là có 4 thông tin mới nhất mà mới được cập nhật nóng hổi thì Dũng muốn gửi tới cô chú anh chị em về cái dự án của Alpha. Thứ nhất là Hạ viện Mỹ đang nhóm họp và quyết định xét làm cơ quan quản lý ngành này và hiện nay hồ sơ Alpha đã đăng ký chờ xét duyệt số 506C. Tức là gì, dự án Alpha của mình mặc dù mới chính thức khởi động ngày 20 tháng 4 nhưng sau hơn một tháng khởi động thì những cái thông tin về dự án này đã được rất là nhiều những cái bộ phận cơ quan pháp lý biết tới. Mình được úp trên các trang báo về Bitcoin, nay mai sẽ được úp trên các trang báo chính thống của Việt Nam. Nay mai ít nhất sẽ có 6 trang báo đưa tin về dự án Alpha của mình. Điều đó chứng tỏ là gì? Tức là dự án Alpha của mình là một dự án cực kỳ minh bạch về pháp lý. Và đặc biệt, dự án này là do tập đoàn Meditech triển khai và Alpha cũng là một công ty con của tập đoàn và là công ty thứ 24 của tập đoàn. Và chính tập đoàn đưa cái uy tín của mình ra để bảo đảm cho cái dự án Alpha này. Thì trong cái hồ sơ giấy, trong cái giấy phép của mình ấy, thì người thứ ba đứng trong cái giấy pháp lý của mình đó là giáo sư Nicholas, là chủ tịch của tập đoàn Meditech. Cho nên ở đây mình thấy mình đang làm việc, mình đang hợp tác và phát triển với lại cùng một tập đoàn lớn của Mỹ, đó là Meditech. Thì dự án Alpha ra đời để phục vụ cho trước tiên là nhu cầu giao dịch trên toàn cầu của các doanh nghiệp và của các doanh nghiệp với tập đoàn trong cái vấn đề thanh toán giao dịch về tiền. Thì hiện tại bên mình sở hữu một ngân hàng Medibank thì Alpha cũng là một cái cổng cho ngân hàng Medibank thanh toán trên toàn cầu. Thì nay mai sớm thôi vào tháng 6 đến tháng 8 sẽ có một đợt thẻ đầu tiên về cho thành viên ở Việt Nam. Đó là thẻ Mastercard. Và thẻ này cô chú anh chị sẽ có thể chi tiêu được trên toàn cầu và nó có chức năng chuyển đổi các dòng tiền crypto ra tiền pháp định để cho mình chi tiêu. Và nó có một điều thú vị là nó sẽ có cơ chế hoàn tiền. Mình chi tiêu càng nhiều thì mình sẽ được hoàn tiền càng nhiều. Cái điều thứ hai nữa về tin vui đó là Tổng thống Mỹ phê duyệt ngân sách 4.100B để hỗ trợ xây dựng ngành này và Alpha đã nộp hồ sơ lên chính phủ. Thứ ba là Apple sẽ phỏng vấn lần cuối và cấp tài khoản vào ngày mai cho Alpha. Vậy thì không lâu nữa chúng ta sẽ có Alpha up trên cái cổng của Apple. Thì điều đó chứng tỏ điều gì ạ? Tức là dự án Alpha của mình, các cái thông tin pháp lý cực kỳ chuẩn chỉnh, được một cái đơn vị thứ ba kiểm toán và úp lên trên đó. Và cái điều thứ tư đó là ngân hàng Medibank đang nối cổng thanh toán tại Mỹ và phát hành thẻ dự kiến là tháng 7. Đó là 4 cái tin vui mà Dũng muốn công bố đầu giờ trong tối ngày hôm nay trước khi vào cái chương trình tổng quan của dự án dự án Alpha của mình. Nếu mà nhà mình đang cảm thấy rất là hào hứng thì cho Dũng xin số 5 nha, trước khi Dũng vào cái tổng quan về dự án Alpha của mình.
Thì đây là cái giấy phép về công ty Alpha Fintech tới đây mà triển khai dự án Alpha. Thì cô chú anh chị có thể quét cái mã QR hoặc là vào cái trang alpha.io để mình coi về cái bộ giấy phép này. Tức là mình làm việc ở đây là có pháp lý đầy đủ để cô chú anh chị yên tâm cho bản thân mình và yên tâm đi giới thiệu người khác. Thì trong cái giấy phép này ở cái dòng thứ ba là có tên của giáo sư Nicholas Phan và địa chỉ của tập đoàn mình bên Mỹ, đó là 9191 phố Bôn Sa. Đây là thông tin về pháp lý của Alpha để các cô chú anh chị có thể yên tâm. Thứ hai đó là văn phòng tại Việt Nam, đó là văn phòng tại giấy phép tại Mỹ và địa chỉ tại Mỹ. Thì đây là văn phòng tại Việt Nam. Văn phòng Việt Nam của mình được đặt tại tòa nhà 224 Điện Biên Phủ. Đó là tòa nhà Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là tòa nhà của nhà nước và hiện tại tập đoàn của mình cũng đang hợp tác với lại chính phủ Việt Nam của mình liên quan tới một số hạng mục về khoa học. Cho nên được ưu ái cấp một số văn phòng làm việc tại tòa nhà 224 này. Ở đây thể hiện là gì? Thể hiện sự uy tín và sự hợp tác lớn mạnh của tập đoàn với lại chính phủ Việt Nam mình. Dạ rồi, trước khi đi vào tổng quan về dự án Alpha, Thủy ơi em coi thấy nó rõ không Thủy? Không thấy gì anh ơi, thấy màn hình cũng thấy mặt anh không ạ? À, thấy mặt anh mà, anh hỏi thế để gần đang chỉnh cái này nó từ từ. À đây, từ từ, ra đây. Mình thấy rõ chưa em? Rồi, ok anh. Rồi ok, đừng bung được đây. Rồi ok chưa? Thấy rõ chưa? Ok. Dạ rồi. Thì vào phần đầu thì Dũng cũng trình chiếu một cái video giới thiệu tổng quan về tập đoàn để các cô chú anh chị nắm được tổng quan về hệ sinh thái của tập đoàn. Thì hệ sinh thái của tập đoàn của mình là gồm 26 công ty con, chính thức là 25 công ty con và chuẩn bị là có công ty thứ 26, đó là công ty về vàng bạc đá quý. Thì dự án Alpha của mình là công ty thứ 24. Chứng tỏ điều gì? Thì ở đây Alpha nó là một công ty về truyền thống, là công ty thứ 24 của tập đoàn. Và công ty Alpha thì chịu về trách nhiệm triển khai về mảng blockchain. Đây là một cái mảng về tiền kỹ thuật số, đó là cái mảng mới của tập đoàn. Thì tập đoàn Thì tập đoàn công nghệ Metin là một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng với các khoản đầu tư tập trung vào nhiều ngành công nghiệp với 20 công ty thành viên hoạt động đa lĩnh vực và mình sở hữu một thành phố bên Mỹ.
Mình sở hữu 6 công ty liên doanh, lĩnh vực hoạt động bao gồm lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật, tài chính, công nghệ, thương mại và đầu tư. Thì tập đoàn Ấn Tượng này được thành lập bởi giáo sư người Việt Nam, người gốc Việt Nam, đó là giáo sư Lee Kulak Phan, một học giả xuất sắc về quản trị kinh doanh. Thì đây là hình các công ty con của tập đoàn. Mình có một công ty về hỗ trợ cấp các chứng nhận FDA. Khi mà các doanh nghiệp muốn xuất khẩu hàng đi nước ngoài thì cần phải có cái chứng nhận FDA. Thì bên tập đoàn của mình sở hữu một cái công ty con, đó là công ty Metti FDA. Thì công ty này sẽ hỗ trợ cấp các cái chứng nhận FDA cho các doanh nghiệp khi có nhu cầu xuất hàng đi nước ngoài. Thứ hai là mình có Metti Coffee and Tea, Metti Bank. Metti Bank đây là cái ngân hàng số của mình. Thì cái Alpha sẽ là cái cổng thanh toán gắn với ngân hàng MetiBank của mình, dùng để thanh toán trên toàn cầu. Và mình sở hữu cái Meti City, đó là sở hữu một thành phố ở bên Mỹ. Mình có một công ty đó là Meti Education, đó là mình sở hữu một số trường đại học bên Mỹ và cũng liên doanh với rất là nhiều cái trường đại học ở bên Mỹ. Mình có quỹ từ thiện Sagaha Foundation. Mình có các dự án về Meti Global và Meti Era, Meti ORD, đó là những cái công ty liên quan về mảng công nghệ đang triển khai và đang phát triển rất là mạnh, và cũng là một công ty hỗ trợ trong cái mảng Alpha của mình đi rất là nhanh. Ngoài ra còn có một số công ty khác. Thì đây mình thấy tập đoàn của mình là sở hữu rất là nhiều công ty. Có những công ty đã tồn tại trên 40 năm, đó là những công ty cấp về chứng nhận FDA và những công ty sản xuất về dược. Và hiện tại mình cũng có rất là nhiều những sản phẩm dược hiện tại đang cấp cho nhiều bệnh viện ở bên Mỹ. Thì đây là một trong những cái cổng truyền thông anh chị có thể vào tìm hiểu ở bên Mỹ và Việt Nam. Thì đây là cái buổi lễ công bố thành lập và bổ nhiệm cái ban điều hành về hành trình xanh ở Việt Nam. Cái người mà đứng giữa mà cái đầu chọc chọc đó là Ngài Diêm Phạm, thì đại diện trong cái buổi lễ ký kết này giữa tập đoàn Metitech của Việt Nam với là chính phủ Việt Nam này. Tập đoàn mình hiện tại đang hợp tác với chính phủ mình rất nhiều các lĩnh vực để mình chứng tỏ cái điều gì. Tập đoàn ở đây của mình là một tập đoàn rất là uy tín và đang làm việc với chính phủ Việt Nam, nên các dự án của mình nó được công khai và minh bạch. Thì đây là cái buổi kết nối toàn cầu thương hiệu Việt. Thì Meditech cũng là nhà tài trợ kim cương cho cái sự kiện buổi lễ kết nối toàn cầu thương hiệu Việt này. Thì buổi lễ này được thực hiện tại Sài Gòn. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có dự buổi lễ thì thấy sẽ hôm đó có rất là nhiều các cái doanh nghiệp đã có mặt trong cái buổi lễ này, và Meditech là đại diện nhà tài trợ kim cương cho cái buổi lễ này. Đây là cái sự kiện VIP Global, là sự kiện kết nối 300 doanh nghiệp ở bên Mỹ. Thì mình cũng là nhà tài trợ và là đơn vị tổ chức cái sự kiện kết nối doanh nghiệp này. Thì cái sự kiện kết nối doanh nghiệp này sẽ gồm những hơn 200 doanh nghiệp ở Việt Nam và các doanh nghiệp bên Mỹ kết giao lưu với nhau để cùng trao đổi về các cái sản phẩm của mình. Thì trong cái buổi lễ này mình cũng công bố luôn cái dự án Alpha của mình ở trong đó trước các doanh nghiệp. Thì Alpha sẽ là một cái cổng thanh toán giúp các doanh nghiệp trao đổi hàng hóa trên toàn cầu và dùng để thanh toán. Thì ngày xưa các doanh nghiệp khi mà trao đổi hàng hóa thì thanh toán sẽ thông qua ngân hàng, và mình gặp một cái vấn đề đó là phí giao dịch cao, tốc độ chuyển đổi dòng tiền chậm và mình sẽ bị kiểm toán. Thì Alpha ra đời sẽ giúp cho các doanh nghiệp rút ngắn được thời gian và giảm chi phí trong vấn đề về chuyển đổi giữa các dòng tiền. Đây là giấy phép của mình, giấy phép quan pha fintech. Cô chú anh chị vào cô chú anh chị có thể vào cái trang là của cái bang Wyoming ở bên Mỹ. Thì hiện tại công ty quan pha fintech của mình được thành lập và đăng ký giấy phép kinh doanh tại cái bang Wyoming. Đây cái bang Wyoming ạ.
Thì theo cái đường link ở bên dưới, cô chú anh chị là chọn đúng cái đường link này, cô chú anh chị sẽ vào được cái trang Google mình và thấy được cái giấy phép của mình đăng ký tại cái bang Google mình đó. Tầm nhìn sứ mệnh, giá trị con pha. Thì tầm nhìn sứ mệnh, giá trị con pha mang đến cho cộng đồng những điều gì? Bắt nhịp theo cái xu hướng hiện đại thì cuộc cách mạng công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội sáng tạo và công cụ mới để kiếm tiền và lợi nhuận cao. Những công cụ như vậy chỉ dành cho những ông lớn trên thị trường đầu tư. Thì Alpha mang đến những giải pháp do chính mình phát triển dựa trên mạng neuron với các chỉ số mang lại lợi nhuận cao cho tất cả mọi người. Từ giờ trở đi, mọi đối tác đều có thể tận dụng phần mềm lợi suất cao của Alpha để hình thành vốn chủ sở hữu, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ. Sứ mệnh của chúng tôi là sự an toàn và bảo mật ưu tiên là hàng đầu. Alpha không chỉ tập trung vào sự đổi mới, tối ưu hóa lợi nhuận mà còn đặt ưu tiên cao cho vấn đề về an toàn và bảo mật. Với công nghệ mã hóa tiên tiến và các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, Alpha Wallet đảm bảo rằng tài sản và thông tin của người dùng luôn được bảo vệ một cách tốt nhất. Dù bạn đang thực hiện giao dịch đầu tư hoặc chỉ đơn giản là lưu trữ tài sản, bạn có thể tin tưởng rằng Alpha sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi rủi ro tiềm ẩn. Thì đây Alpha mình tích hợp rất là nhiều những cái công cụ bảo mật cho thành viên sở hữu cái bí Alpha. Thì mình trao đổi hay là mình tích trữ tài sản ở trên đó thì các cái công cụ bảo mật đấy sẽ giúp mình bảo mật cái sự an toàn. Thì nay mai tập đoàn sẽ nâng cấp tiếp cái chương trình bảo mật mới để đảm bảo thêm cho chương trình về cái ví của mình. Ví tiền điện tử Alpha được xây dựng với trọng tâm là làm cho việc trao đổi giữa tài sản kỹ thuật số và tiền tiền tệ fiat. Cái tiền tệ fiat tức là gì? Tiền tệ fiat tức là cái tiền pháp định. Ví dụ như Việt Nam đồng, ví dụ như Việt Nam của mình thì cái tiền pháp định của mình đó là tiền Việt Nam đồng. Trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, giúp cho mọi người có thể tham gia đầu tư tiền điện tử. Khách hàng chính của Alpha là những người mới lần đầu đầu tư vào tiền điện tử hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch. Alpha tập trung vào các nhóm sản phẩm chính như sau. Thứ nhất, tập trung vào nhóm người tiêu dùng. Thì nhóm người tiêu dùng làm gì? Phục vụ cho cái việc thanh toán mua sắm tiêu dùng trực tiếp từ tiền định danh trong ví. Thì thông qua cái thẻ Mastercard của mình thì mình có thể sử dụng trên toàn cầu trong cái vấn đề về chi tiêu tiêu dùng. Thứ hai là giám hộ. Giám hộ là gì? Lưu giữ gửi nhận tiền điện tử và hỗ trợ các giao dịch tiền pháp định. Ở trong này mình có một cái ví thu nhập khi cô chú anh chị có những cái khoản tiền nhàn rỗi, ví dụ như tiền Việt Nam đồng hoặc các dòng tiền kỹ thuật số, cô chú anh chị có thể bỏ vào trong cái mục đó và mình sẽ được hưởng cái lãi qua đêm. Ví dụ như tiền Việt Nam đồng của mình sẽ được 12% một năm, tức là 1% một tháng. Thứ ba, đầu tư. Các danh mục đầu tư đa dạng giúp tăng lợi nhuận và quản lý tài sản cực Lấy kỳ nước hiệu rồi quả. Long ơi. Thu nhập với cái công cụ lãi suất qua đêm giúp cô chú anh chị có thể tận dụng cái nguồn tiền nhàn rỗi của mình và có được một khoản lợi tức qua đêm, tức là sau 24 giờ mình sẽ được cái khoản lợi tức đó. Với hệ sinh thái đã đưa vào vận hành của Vi Alpha mình thì mình hiện tại có 6 hệ sinh thái đã đưa vào vận hành và đã tạo được cái nguồn thu nhập cho Alpha. Thứ nhất là cái mục trao đổi, hiện tại mình có thể trao đổi các dòng tiền kỹ thuật số ở trên đó ra tiền Việt Nam đồng hay là từ tiền Việt Nam đồng ra tiền kỹ thuật số hoặc là tiền đô. Thì cái phí trao đổi nó chỉ có 0,25%, cực kỳ thấp so với các sàn khác. Và đặc biệt mình có thể kiểm soát và nhìn thấy được cái thao tác trao đổi trực tiếp trên cái ví của mình một cách rất là đơn giản và dễ sử dụng. Thứ hai là mình có thẻ, mình phát hành cái thẻ thông minh, đó là thẻ Mastercard, ngân hàng Mastercard của mình. Thông qua cái thẻ Mastercard mình có thể chuyển đổi các dòng tiền kỹ thuật số trên toàn cầu ra tiền pháp định của từng quốc gia cho mình chi tiêu. Mình có Alpha Smart Chain, đó là blockchain của riêng mình. Mình có nền tảng của riêng mình, đó là blockchain của riêng mình, giúp cô chú anh chị có thể chuyển đổi giao dịch
các loại tiền giữa ví alpha này với ví alpha kia với cái chi phí rất là thấp và tốc độ rất là nhanh. Mình có alpha fiat, mình có alpha staking và mình có alpha token, alpha token, mình có alpha LFT. LFT đó là cái máy hiện tại đang khai thác ra những cái đồng OFT cho mình, thì những cái máy đó được bảo chứng, được công ty bảo chứng bằng những bức tranh gốc của Picasso. Mỗi bức tranh 1.000 như thế là được phân tách nhỏ từ bức tranh gốc trị giá 150 triệu của Picasso và được bảo chứng trong ngân hàng để đảm bảo được cái sự uy tín và đảm bảo được cái MST của quý anh chị nó giá trị. Thì đây là một trong những cái thẻ của chú Huỳnh Anh Hải. Huỳnh Anh Hải là người đại diện của giáo phái Giao Long, của môn võ Giao Long. Thì hiện tại là môn phái Giao Long đã có mặt trên hơn 30 quốc gia và ở Việt Nam có 12 trung tâm. Và cái số lượng thành viên của môn phái Giao Long rất là đông. Thì hiện tại môn phái Giao Long cũng là đối tác hợp tác với lại Metitech về cái dự án phát triển Alpha. Thì đây là một cái thẻ của chú Huỳnh Anh Hải, thẻ Mastercard. Để mình thấy được ở đây mình đang hợp tác với rất là nhiều những cộng đồng con người lớn. Đây là cái thẻ của chủ tịch tập đoàn Metitech, đó là giáo sư Nicolas Phan. Thì cái sàn của mình nó sẽ có doanh thu từ đâu? Nhiều cô chú anh chị thường đặt cái câu hỏi ấy, tiền ở đâu mà trả nhiều thế? Thì đây là những cái doanh thu từ sàn của mình đang có. Thứ nhất, doanh thu từ việc bán và trao đổi tài sản kỹ thuật số, đó là LFT. Thứ hai, doanh thu từ phí giao dịch, phí gửi rút tiền fiat, phí gửi rút tiền điện tử. Thứ ba, doanh thu từ việc tham gia khai thác thanh khoản. Thứ tư, doanh thu từ tiêu dùng mua sắm, thanh toán từ thẻ giao dịch. Thứ năm, doanh thu từ quản lý tiền mặt và đầu tư. Thứ sáu, doanh thu từ việc liêm yết tài sản kỹ thuật số mới của các đối tác. Ví dụ như các đối tác họ ra các cái đồng coin ấy, thì họ sẽ cần ký gửi ở các sàn. Thì khi họ ký gửi ở cái sàn alpha của mình ấy, thì mình sẽ thu phí từ việc ký gửi, thu phí từ việc trao đổi giao dịch. Thì đó là một cái khoản phí rất là lớn, đem khoản lợi nhuận rất là lớn đem về cho cái sàn của mình. Và đặc biệt nay mai mình sẽ mở cái cổng chơi ở trên cái ví của mình, và lúc đó thì cái khoản lợi nhuận thu về cho cái sàn của mình cực kỳ lớn. OT là gì? O Alpha Token, còn gọi là OFT. Thì đây là thông tin của đồng OT. Trọng tâm của hệ sinh thái Alpha đó là đồng OT, là lưu giữ an toàn các tài sản kỹ thuật số thông qua việc sử dụng OFT, tức là mã hóa Alpha toàn cầu. Các loại tiền kỹ thuật số khác, người dùng có thể phát triển tài sản của mình trong nền tảng Alpha. Nhấn mạnh đến tính bảo mật, Alpha triển khai mã hóa nâng cao và xác thực nhiều nước để bảo vệ tài sản người dùng. OFT là token tiện ích được sử dụng xuyên suốt hệ sinh thái của Alpha, được triển khai trên hai nền tảng độc lập, đó là Binance Smart Chain và Alpha Chain. Alpha Chain là nền tảng blockchain do chính Alpha phát triển. Nguồn cung, tổng nguồn cung trên thị trường của mình là 500 triệu OFT và chỉ đốt, không thể tạo thêm. Tức là tổng cung là chỉ có 500 triệu và tập đoàn có cái kế hoạch là sẽ trích ra 20% doanh thu từ sàn của mình để mua lại và đốt bỏ đi 250 triệu OFT. Vậy thì sau này cái lượng OFT của mình nó rất là khan hiếm. Khi khan hiếm thì điều gì xảy ra? Khi khan hiếm thì cái giá nó sẽ tăng. Các hợp đồng thông minh của OFT đã được Cetec kiểm tra kỹ lưỡng trước khi triển khai chính thức trên mạng blockchain. Thông tin cụ thể, tức là gì? Cetec là một cái đơn vị kiểm toán, là đơn vị thứ ba ở đây Alpha phát triển, và các cái thông tin sẽ có một cái đơn vị thứ ba kiểm toán, thì nó sẽ đảm bảo được cái sự minh bạch. Thì tên đầy đủ của mình là Alpha, ký hiệu là OFT, số tập phân là 8, mạng lưới là mình có hai mạng lưới là Binance Smart Chain và Alpha Chain. Alpha Chain là blockchain của chính mình phát triển.
và tổng cung là 500 triệu thì 300 triệu phân bổ trên Binance Smart Chain và 200 triệu phân bổ trên Ova Chain. Thì cô chú anh chị có thể vào trong cái trang web của mình là onfa.io, mình kéo xuống dưới cùng thì dưới cùng nó sẽ có rất là nhiều những cái thông tin để cho mình tìm hiểu. Ví dụ liên quan đến giấy phép thì trong cái sách trắng, mình bấm vào cái mục sách trắng, mình kéo xuống khoảng giữa thì sẽ có cái chỗ để cho mình tìm hiểu về cái sự phân bổ của trên cái Binance Smart Chain và cái Alpha Chain, đó là cái contract. Cô chú anh chị có thể vào đó để mình kiểm tra. Thì cái roadmap lộ trình phát triển của Alpha tức là không ngừng phát triển, luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu với mong muốn xây dựng nền tảng vững chắc. Alpha sẽ đặt mục tiêu đạt 10 triệu người dùng và có mặt trên 50 quốc gia vào năm 2027. Thì cái lộ trình, cái roadmap của mình bắt đầu khởi động vào ngày 20 tháng 4. Đó là mở bán vòng seed sale. Thì cái số lượng mở bán của mình và cái vòng đó là 20 triệu OST, thì cái giá mở bán là 0,1 đô. Thời gian mình mở bán từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, kết thúc cái vòng số 1. Và hiện tại là mình đang mở bán cái vòng Price Sale là cái vòng số 2 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Thì cái số lượng mở bán vòng 2 của mình là 10 triệu OST và giá mở bán là 0,5 đô. Thì đây là một trong những cái vòng đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Vì dự kiến tháng 7 mình sẽ lau bát niêm yết trên sàn OKX. Lúc đó mở bán cái giá sẽ là 1,5 đô. Vậy thì mình đầu tư vào vòng số 2 này đến tháng 7 là nó đã nhân 3 tài sản cho mình. Tháng 6 năm 2024 thì sẽ lau bát vòng cuối cùng và niêm yết trên sàn B2B, BAB. Và cái giá, cái số lượng mở bán vòng 3 của mình sẽ là 5 triệu và giá sẽ là 1 đô. Và chính thức tháng 7 dự kiến sẽ lên sàn OKX. Và cái giá của mình mở bán sẽ là 1,5 đô. Thì cái kế hoạch tháng 8 năm 2024 sẽ ra mắt thêm những cái sản phẩm mới trong cái hệ sinh thái của Alpha, đó là Alpha AI Trading và Alpha BIB Exchange. Quý 4 năm 2024 thì phát hành thẻ giao dịch ghi lợi Mastercard. Alpha cổng gửi rút tiền cho thẻ Fiat Visa và thẻ tín dụng. Thì cái thẻ Mastercard, cái thẻ Visa này mình sẽ có thể thanh toán trên toàn cầu và nó có chức năng chuyển đổi các cái dòng tiền crypto ra tiền pháp định của từng quốc gia đó, và mình có thể rút về tài khoản ngân hàng của mình cũng như mình nạp vào thông qua cái cổng đó vào trong cái ví Alpha của mình để giao dịch trên toàn cầu. Dự kiến quý 1 năm 2025 là ra mắt sàn thương mại điện tử toàn cầu Alpha, tích hợp mua sắm tiêu dùng bằng thẻ Alpha. Thì lúc đó cái đồng OST của mình sẽ được sử dụng để trong hệ sinh thái của mình. Quý 2 năm 2025 ra mắt ví phi tập trung Alpha giao dịch trực tuyến trên nền tảng Web3. Rất nhiều cô chú anh chị nghe giới thiệu về nền tảng Web3 đó, thì đến quý 2 năm 2025 mình sẽ được trực tiếp biết tới nền tảng Web3 trên chính cái sàn Alpha của mình. Và dự kiến quý 1 năm 2026 sẽ đạt cột mốc 5 triệu người dùng và có mặt trên 20 quốc gia. Và quý 1 năm 2027 là đạt cột mốc 10 triệu người dùng có mặt trên 50 quốc gia. Thì đây là toàn bộ cái roadmap lộ trình phát triển của dự án Alpha của mình. Rất là nhiều cô chú anh chị đặt ra câu hỏi, một cái dự án mới triển khai vào ngày 20 tháng 4 thì tốc độ nó dựa vào cái gì để đi nhanh như thế? Thì ở đây dự án của mình là dự án của tập đoàn triển khai. Tập đoàn ở đây của mình có sẵn nền tảng về kinh tế, có sẵn nền tảng về con người, có sẵn nền tảng về hệ sinh thái và có sẵn cái nền tảng về mối quan hệ. Thì đó là những yếu tố giúp cho đồng Alpha của mình phát triển rất là nhanh. Và đặc biệt mình đang đứng trên vai người khổng lồ. Thì cái chu kỳ mining sử dụng cho NFT khai thác thì ở đây mình cũng có chu kỳ halving giống như Bitcoin. Thì chu kỳ đầu tiên từ 0 cho tới 50 triệu, thì khi các cô chú anh chị sở hữu cái NFT 1.000 thì một ngày nó sẽ khai thác được cho mình là 20 OST. Và khi đạt cái 50 triệu tới 50 triệu lẻ một đồng
tới 100 triệu thì cái chu kỳ nó sẽ giảm đi một nửa, lúc đó cũng là cái máy 1.000 mình sẽ khai thác được một ngày là 10 đồng OFT. Và cứ như vậy thì dự kiến 200 triệu phân bổ trên nền tảng on-chain thì khai thác 40 năm mới hết. Thì cái phân bổ mã thông báo 200 triệu mình phân bổ trên alpha trên alpha blockchain thì được dự kiến khai thác 40 năm mới hết. Vậy thì còn 300 triệu phân bổ trên Binance Smart Chain thì các mã phân bổ như sau. 40% là 200 triệu mình phân bổ trên alpha blockchain thì là cái đó mình khai thác nó mỗi ngày thì nó ở dạng mở khóa. 35 triệu ở 3 vòng bán tương đương với 7%. Bắt đầu mở bán từ ngày 20 tháng 4. Thì cái vòng 1 sẽ được mở khóa sau 3 tháng. Thì 3 tháng sau khi mình mua cái vòng 1 sẽ được mở khóa 20%. Và tiếp đó mỗi tháng sau kế tiếp sẽ được mở khóa tiếp 10%. Đối tác chiến lược sở hữu 10% tương đương với 50 triệu dự trữ mở khóa từ ngày 20 tháng 4 năm 2026. Với chính sách dài hạn, đội ngũ nhà sáng lập Onfa sở hữu 10% tương đương với 50 triệu và sẽ được mở khóa từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Và đặc biệt một cái là trả 1% hàng quý nhé, tức là mỗi một quý là 4 tháng họ mới được mở khóa 1%. Thanh khoản 10%, 50 triệu OT sẽ được sử dụng cho các vấn đề thanh khoản luân chuyển, mở khóa khi cần thiết. Phân bổ broker tài khoản VIP 13%, 65 triệu, mở khóa 100%. Và hệ sinh thái đội dép sẽ sở hữu 10%, tương đương với 50 triệu, mở khóa khi cần thiết. Thì đây là toàn bộ phân bổ của 500 triệu OT của mình ở trong hai cái nền tảng blockchain. Thì giá trị của Alpha, giá trị đầu tiên của Alpha đó là sự an toàn và bảo mật ưu tiên lên hàng đầu. Alpha không chỉ tập trung vào cái đổi mới tối ưu hóa lợi nhuận mà còn đặt ưu tiên cao về an toàn và bảo mật. Với công nghệ mã hóa tiên tiến và các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, ứng dụng Alpha Wallet đảm bảo tài sản thông tin của người dùng luôn được bảo vệ một cách tốt nhất, cho dù bạn đang giao dịch đầu tư hay chỉ đơn giản là lưu trữ tài sản, bạn có thể tin tưởng Alpha sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi rủi ro tiềm ẩn. Thứ hai là kết nối toàn cầu, truy cập dễ dàng, thanh toán mọi nơi. Đó là thông qua cái thẻ Mastercard của mình. Chính sách đốt. Kế hoạch của tập đoàn sẽ trích ra 20% lợi nhuận mỗi tháng để thu mua lại những cái đồng OFT bán ra và đốt bỏ nó, và dự kiến sẽ đốt tổng cộng là 250 triệu. Vậy thì mình chỉ có 250 triệu lưu hành ở thị trường và một số lượng lớn ở dạng khóa và mailing. Vậy thì cái lượng OT mình giao dịch ngoài thị trường nó không có nhiều. Đó là cái cơ chế đảm bảo cho cái đồng Alpha của mình tăng giá. Cô chú anh chị có thể vào cái trang web alpha.io để tìm hiểu các cái thông tin trong đó và coi cái số liệu đốt mỗi ngày được công bố trong đó. Đồng hành cùng Onfa USD. Đây là cái chương trình đầu tư LFT. Thì khả năng sinh lời phụ thuộc vào cái LFT cô chú anh chị sở hữu. Thì hiện tại mình có 3 loại LFT, 100, 500 và 1.000. Thì tùy vào cái LFT mình sở hữu thì nó sẽ có những cái tốc độ đào khác nhau. Ví dụ cô chú anh chị sở hữu cái LFT 100 thì một ngày nó khai thác cho mình được 1.33 đồng OFT. Hiện tại đồng OT mình đang là giá 0,5 và chính thức tới ngày 20 tháng 6 là giá 1 đô. Và cái LFT 500 đô thì mỗi ngày nó đào cho mình được 8.33 đồng, và cái LFT 1.000 thì một ngày nó đào cho mình được 20 OT. Thì nếu như chu kỳ khai thác liên tục của nó là 2 năm, về sau 2 năm 720 ngày mình sẽ khai thác được 14.400 OT nếu mình còn ở chu kỳ đầu. Còn nếu cô chú anh chị chuyển qua thêm chu kỳ sau thì cái số lượng OT mình sở hữu sau 720 ngày nó có thể giảm bớt đi. Vậy thì mình hãy nhanh tay sở hữu những cái NFT ngay trong giai đoạn đầu để hưởng cái cơ chế đào.
tối ưu nhất là một ngày 20 đồng. Thì đây là cái vòng bán số 1 của mình. Ở đây là cái vòng bán số 2 của mình. Hiện tại cái vòng bán số 2 của mình là dự kiến là số lượng bán là 10 triệu, cái giá là 0,5. Và tối thiểu một lần mua là 100 đô. Và số tiền mua tối đa là 100 ngàn đô. Cô chú anh chị hãy nhanh tay vào sở hữu cho mình những cái đồng OT ở giai đoạn giá này đang rất là tốt. Thì đội ngũ nhà lãnh đạo founder team của tập đoàn chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một tương lai đầy hứa hẹn. Mỗi cá nhân, bất kỳ nguồn gốc hay địa vị đều được trao quyền để tạo dựng vận mệnh tài chính của mình. Ước mơ của chúng tôi không chỉ là tầm nhìn xa, mà đó là sự cam kết sâu sắc trong việc xóa bỏ rào cản, mang lại cơ hội tài chính bình đẳng cho mọi người. Chúng tôi không dừng lại ở việc tin tưởng vào một thế giới không có sự phân biệt đối xử trong việc tiếp cận các công cụ làm giàu. Chúng tôi đang hành động để biến điều đó thành hiện thực. Thì hiện tại, chủ tịch của tập đoàn là người Việt Nam nên đang ưu ái dành cho người Việt Nam mình trên toàn cầu là những người đi đầu trong dự án Onfa. Thì không lâu nữa, chỉ mấy ngày nữa thôi, cô chú anh chị sẽ thấy rất là nhiều quốc tịch có mặt trong này. Khi đó cũng chứng kiến sự bùng nổ của Onfa trên toàn cầu. Với sự hỗ trợ của công cụ mới nhất, chúng tôi cam kết mang lại công cụ đầu tư tài chính kỹ thuật số an toàn, thân thiện với người dùng. Mỗi sản phẩm của chúng tôi đều được thiết kế để đảm bảo rằng bất kỳ ai cũng có thể sử dụng dễ dàng và an toàn, từ người mới bắt đầu đến nhà đầu tư kỳ cựu. Phá vỡ mọi rào cản đầu tư, nền tảng Onfa được tạo ra dựa trên điện thoại di động thông minh, tức là đây nó tích hợp những cái tính năng ưu việt vào trong cái điện thoại của mình để cho dễ sử dụng, tiện dụng mọi lúc mọi nơi. Onfa tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ không còn ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng công nghệ. Nếu mà trước đây cô chú anh chị nào mà biết tới Bitcoin, thì đến ở cái thời điểm đầu Bitcoin, tức là nhiều Bitcoin mới mua được ổ bánh mì. Và tới giai đoạn này, một Bitcoin nó đã hơn 1 tỷ đồng, 60 mấy ngàn đô. Đó là sức mạnh của tiền kỹ thuật số. Cảm ơn các cô chú anh chị đã lắng nghe buổi chia sẻ của Dũng. Bây giờ Dũng xin chia sẻ tới nền tảng cái ví Onfa của mình. Dũng sẽ test cái ví Onfa để mọi người thấy được sự đơn giản, dễ sử dụng, tính bảo mật. Vâng, cảm ơn cả nhà mình. Xin nhà mình cho Dũng xin số 8 để cùng tương tác với nhau, khởi động một tí trước khi vào tới cái ví và tới giao diện ví của mình. Sau khi chia sẻ xong thì Dũng sẽ dành ít phút để giao lưu với mọi người và trả lời một số cái câu hỏi. Thủy ơi, bên đấy em thấy cái giao diện cái ví của anh không? Dạ có anh. Ok. À, đôi lúc phải hỏi thêm về kỹ thuật, nhớ mọi người mình đấy là không nhìn thấy. Dạ, đây là giao diện cái ví của mình. Đó. Thì đây là cái ví Onfa của mình. Mình có tổng cộng là 3 cái ví. Cái ví cuối cùng là cái ví liên kết, là để hưởng các cái dòng tiền khi các cô chú anh chị đi kết nối cộng đồng. Cái ví thứ hai là ví thu nhập để hưởng lãi qua đêm.
Cái ví chính của mình là để mình chứa tiền và thực hiện các cái giao dịch chuyển đổi. Khi mình muốn thực hiện các cái giao dịch chuyển đổi thì tài sản của mình phải chuyển đổi về ví chính mình mới thực hiện được. Và khi tiền là cái ví chính của mình nó nhàn rỗi ấy, mình bỏ vào ví thu nhập thì mình được hưởng cái quyền lợi gì? Thì đây là cái bảng lãi qua đêm. Mình sẽ được hưởng cái cơ chế lãi qua đêm dựa vào cái dòng tiền mình gửi ở trong cái ví của mình. Ví dụ như tiền Việt Nam đồng là 12% một năm, tức là 1% một tháng. Tiền USDT là 5,2% một năm. Và các dòng tiền ở dưới tùy thuộc vào dòng tiền của chú anh chị để ở cái ví thu nhập, mình sẽ được hưởng cái lãi qua đêm. Và cái lãi qua đêm của mình sẽ được tính là 24 tiếng một lần, cứ đúng đủ 24 tiếng là sẽ trả qua cái lãi qua đêm cho mình. Thì đây Dũng chuyển cái dòng tiền đô qua ví thu nhập để mọi người thấy được cái lãi qua đêm ha. Đó. Thì USDT là 5,2% một năm và Việt Nam đồng 12%. Và nó sẽ trả bằng tiền Việt Nam đồng và nó tự động chuyển về cái ví thu nhập nó nằm trong đấy cho mình. Ví dụ như Dũng để cái lượng tài sản này của mình trong cái ví thu nhập thì một đêm, tức là một ngày 24 tiếng, Dũng sẽ có được cái lãi qua đêm là 3.235 đồng. Và đây là cái lịch sử cũng nhận được. Cái ví của mình nó có những cái tính năng cực kỳ đặc biệt. Thứ nhất là nạp tiền Việt Nam đồng. Mình muốn chuyển đổi các dòng tiền mình nạp Việt Nam đồng hay rút Việt Nam đồng thì chỉ việc cần vào một cái mục fiat. Ví dụ ở đây Dũng làm một vài cái thao tác để mọi người thấy được cái tính năng của nó. Ví dụ ở đây Dũng nạp vào 800 ngàn đi, mình chỉ cần bấm nạp thì ngay lập tức nó hiện lên một cái mã QR. Mình chỉ cần dùng điện thoại quét cái mã QR này thì cái tiền Việt Nam đồng của mình sẽ được chuyển và nằm trong cái ví. Thì hiện tại tài khoản của mình được mở tại ngân hàng MB Bank, ngân hàng quân đội. Tất cả những giao dịch tài chính của mình sẽ thông qua ngân hàng quân đội kiểm toán, thể hiện được sự minh bạch. Khi mình rút tiền Việt Nam đồng thì mình nhập cái số tài khoản của mình chỉ rút về chính chủ tài khoản ngân hàng của mình. Một lần phí rút của mình là 100 ngàn hay mình rút 100 triệu thì một lần rút nó sẽ trừ phí của mình là 20 ngàn Việt Nam đồng. Đây là cái lịch sử giao dịch rút nạp. Rút là màu đỏ và nạp là màu xanh. Đấy là dòng tiền Việt Nam đồng. Còn đây là các cái dòng tiền về tiền khác. Thì đây là các cái dòng tiền giao dịch về dòng tiền khác. Tiền USDT khi Dũng chuyển về nó sẽ có màu xanh. Và cái đồng OFT là cái đồng mà công ty đang tặng thưởng cho những người đăng ký tài khoản đã KYC xong. Vậy thì mình hãy nhanh tay giới thiệu cho người khác để mọi người KYC sớm và cùng vào nhận thưởng. Thì hiện tại là tập đoàn đang cho cái phần thưởng là... Ôi, chết rồi. Hiện tại tập đoàn đang cho mình một cái phần thưởng ở cái mục ADROT. Thì 4 tiếng mình sẽ nhận được cái số đồng OT là 0,03. Và cứ 4 tiếng mình nhận, là đây là Dũng giờ Dũng nhận này. Khi mình nhận xong thì cái đồng nó sẽ có đồng hồ đếm ngược. Và cứ đúng giờ mình vào mình nhận, đây là cái phần quà công ty đang tặng cho mình. Còn những anh chị mà thường hay dùng sân sàn để chuyển các cái dòng tiền crypto thì mình có cái cổng gửi. Thì hiện tại ở trong này cái cổng gửi, ví dụ như Dũng chọn đồng USDT thì mình có những cái mạng lưới gì, thì hiện tại mình có 5 mạng lưới mình có thể chuyển đổi được các dòng tiền trên toàn cầu: BEP20, TRC20, Ethereum và Polygon. Thì bốn cái mạng lưới này là ví thông ví, mình có thể chuyển tiền crypto của mình đi bất cứ một cái sàn nào miễn họ có cái cổng đó. Và đặc biệt cái cổng on-chain ORC20 đó là mạng lưới blockchain của riêng mình. Thì hiện tại cái mạng lưới của mình đang dùng để chuyển giữa ví Alpha này với ví Alpha kia trên toàn cầu. Và một lần cái phí để chuyển thì nó chỉ tốn 5.144 đồng và tốc độ chuyển rất là nhanh. Thì bây giờ mình so sánh với phí của các cái mạng khác. Ví dụ như Dũng chọn BEP20 là 20.576 đồng. TRC20 là 51.000. Ethereum là 257.000 một lần chuyển. Và Polygon là 20.000. Vậy thì OnFarChain của mình nó chỉ có 5.000. Khi tháng 7 lên sàn xong, mình sẽ sử dụng được cái cổng OnFarChain này giao dịch chéo với các ví khác.
Để mình thấy được ở đây cái cổng chuyển của mình rất là đa dạng. Đây là tính năng cực kỳ đặc biệt, là tính năng chuyển đổi. Dũng chuyển đổi cái tiền đô lên trên cái ví chính để thực hiện vài cái giao dịch, rồi cô chú anh chị thấy được cái tính năng và tốc độ chuyển đổi của nó. Cô chú anh chị muốn chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng ra bất cứ dòng tiền crypto nào, hay từ dòng tiền crypto qua tiền đô hay tiền Việt Nam đồng, mình chỉ vào cái mục trao đổi. Đây, thì ở đây nó đang hiện sẵn là trao đổi từ đồng OFT qua đồng USD. USDT thì một lần giao dịch cái đồng chuyển đổi cái đồng OFT thì nó đòi hỏi phải là 10 đồng. Hiện tại đồng OFT của mình đang giá là 0,4995, tức là 0,5. Ví dụ như mình bấm vào đây 10 đồng thì mình sẽ đổi được 4,986 đô, và phí một lần chuyển đổi là 0,24. Đó, thì đây Dũng sẽ chuyển đổi từ tiền đô ra tiền Việt Nam đồng để cô chú anh chị thấy ha. Ở dưới mình chọn Việt Nam đồng này. Mình có rất là nhiều dòng tiền mình kéo vào dưới cùng này, cái tiền Việt Nam đồng nó nằm dưới cuối này. Mình chọn một đô đi, đổi một đô. Đó. Cô chú anh chị để ý cái tốc độ chuyển đổi. Ở đây mình sử dụng block 6 giây nên tốc độ chuyển đổi rất là nhanh ha. Đó, ngay lập tức nó chuyển qua tiền Việt Nam của mình. Thì khi chuyển qua tiền Việt Nam nó sẽ nằm ở ví chính. Mình vào cái ví chính mình kiểm tra. Thì ở đây mình có là 25.652 đồng, đó là chúng vừa đổi một đô ra. Bây giờ mình là đổi ngược tiền đô qua tiền Việt Nam đồng. Và một chuyện trao đổi. Ở trên mình chọn tiền Việt Nam đồng. Bấm tối đa. Ngay lập tức nó chuyển qua tiền đô cho mình, tốc độ rất là nhanh. Vậy thì mình có khách hàng trên toàn cầu, mình có con cái mình đang học trên toàn cầu, mình có thể sử dụng cái ví này để chuyển tiền cho con mình hay để chuyển khác. Tốc độ rất là nhanh và phí rất là rẻ. Cho nên tương lai khách hàng sẽ về và dùng cái ví của mình để làm cái công cụ trao đổi, cho nên cái hệ sinh thái và cái data khách hàng của mình nó sẽ gia tăng rất là nhanh. Các cô chú anh chị có câu hỏi gì dành cho Dũng không ạ? Giờ mình đến mục giao lưu ha. Anh hỏi cả. Dạ, anh chào anh ạ. Anh đang sống ở Đức nhé. Anh Dạ. có cái tài khoản, thế nhưng bây giờ là nhà băng của anh thì là nhà băng bên Đức thì không có thể làm được nhà băng ở Việt Nam, thì trường hợp này xử lý thế nào em? Dạ, khoảng 2 ngày nữa là sau khi úp xong lên app store anh, và cái cổng Payswap của mình nó mở ra, tức là cái cổng mất tất cả cái, thì lúc đó là nó sẽ có cái cổng ở bên đó cho anh là làm bằng tiền đô hay là tiền Đức cho anh có luôn. Tức là anh phải chờ 2 3 ngày nữa. Dạ, tại vì cái dự án của mình thì nó mới, nó đi rất là nhanh. Cho nên là cái cổng đó thì nó đã có rồi, nhưng mà mình chỉ đợi để mở ra thôi. Dạ, mình chỉ đợi để mở. Ok, Dạ. thế thì Thủy sẽ Dũng sẽ post lên lên nhóm để cho người ta biết nhỉ, Dạ đúng rồi, để anh khi chị biết. mà dạ khi mình mở cổng ra thì mình sẽ được thông báo truyền thông cho cô chú anh chị trên toàn cầu để nắm được và sẽ chỉ cái kỹ năng để mình thực hiện. Ok. Dạ. Cho anh hỏi câu hỏi nữa là có cái video nào hướng dẫn về cái giao dịch từ các đồng coin ví ngoài chuyển về ví on farm không nhỉ? Tại giờ hôm trước anh có thử làm cái đồng coin Doge nhưng mà chuyển vào mà đến bây giờ vẫn chưa nhận được. Không biết là anh làm sai cái gì. Thứ nhất anh phải coi ở trong cái ví của mình nó đã có cái đồng đấy nó hiện ra chưa, tức là cái đồng đấy đã được niêm yết ở trong cái ví của mình chưa, Có rồi. ký gửi. Cái thứ hai nữa là cái mạng lưới anh chọn là cái mạng lưới nào anh? Chọn thì nó có mấy loại đấy, thì anh chọn 2 cái là BEP20 đấy. Dạ, anh chọn BEP20. Vậy thì đúng rồi, vậy thì ở đây mình là cái ví chứa, còn cái việc có chuyển từ bên kia về nó phụ thuộc vào cái đơn vị bên kia anh ạ. Có khi nó chuyển về Bên đây kia nó nó bảo là trừ 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 ra đấy. Trong ngày hôm đấy là nó bảo nó trừ, mình thử gửi 10 đồng đấy. Đến 10 đồng nhưng mà ví bên này vẫn chưa nhận được. tức là bên kia nó đã xác nhận là chuyển xong chưa anh? Có Dạ. chuyển rồi. Thế mà Thì ở ở đây, đây thì chưa nhận được. dạ ở đây mình là ở bên mình là đơn vị nhận và chứa, cho nên quan trọng ở bên kia, tức là
Nó sử dụng cái tập trung thì nó là con người duyệt, thì chừng nào nó duyệt nó xong nó chuyển qua đây thì mình mới có chứa và hiện ở trong cái ví của mình này. Cho nên nó Đấy, còn cũng nằm ở mấy cái ngày tôi rồi. nha. Thì mình cũng lúc đầu mình đoán thế, thế nhưng mà mấy ngày rồi. Dạ, để em ghi nhận cái đó, em sẽ hỗ trợ kiểm tra cho anh. Ok anh, cảm ơn. Dạ, anh là Minh Đức à? Đúng rồi. Dạ. Anh có thể để lại Gmail á. Dạ, anh gửi cái thông tin Gmail của anh để có gì tụi em sẽ hỗ trợ cho anh cái đó. Và cái thông Rồi, tin cảm anh ơn. chuyển Mình gửi về đâu nhỉ? dạ anh nhắn lên nhóm là sẽ có nhờ Thủy cập nhật lại giùm anh nha Thủy. Ok. Ok. Gmail dòng tiền anh chuyển vào mạng lưới nha anh. Rồi, cảm ơn. Dạ, cho em thời Anh gian nha. có Gmail của anh và cái bên kia luôn, mạng lưới nào luôn để tụi em chụp hình lại Rồi, nhé. rồi, rồi. Cảm ơn nhé. Dạ. Dạ, còn cô chú anh chị nào có câu hỏi cho Dũng không ạ? Ở đây là giai đoạn mình giao lưu, mình cứ thoải mái đi. Cái gì mình chưa hiểu mình cứ hỏi để mình biết. Thứ nhất về pháp lý, mình tìm hiểu ở đâu. Thì chắc Dũng xin phép chia sẻ cái trang tổng của mình để hướng dẫn mọi người vào đó kiểm tra cái pháp lý và con sách luôn. Ở đây chắc có nhiều cô chú anh chị cũng rất quan tâm đến cái mục đó. À vừa nãy hình như Dũng trình chiếu giới thiệu ngay lúc đầu rồi. Mình có vi alpha mình có thể gửi bằng phép anh luôn. Dũng xin chia sẻ một vài cái chiến lược của tập đoàn để cô chú anh chị nắm được cái chiến lược của tập đoàn để mình có những cái nhận định về sự phát triển của cái đồng OT của mình. Thứ nhất, tập đoàn sẽ trích ra 20% doanh thu từ sàn để mua đốt bỏ đi 250 triệu để tạo sự khan hiếm. Đó là một cơ chế sẽ giúp cho đồng của mình lên giá. Thứ hai, sẽ trích ra từ 25 đến 35% tổng lợi nhuận trên cái sàn của mình để chia cổ tức cho tất cả những cô chú anh chị sở hữu cái đồng OT. Dự kiến tháng 6 tháng 7 mình sẽ mở một cái cổng bull. Cái cổng đó khi cô chú anh chị có những đồng OT không sử dụng tới bỏ vào trong cái cổng bull đó và mình sẽ được chia cổ tức 10 ngày một lần. Thứ ba là đồng OST của mình sẽ được sử dụng làm phí giao dịch giữa các doanh nghiệp với nhau trên toàn cầu về tài chính. Thay vì sử dụng đồng này đồng kia, mình sẽ sử dụng cái đồng OST của mình. Họ sử dụng phí ví alpha của mình và mình sẽ sử dụng cái đồng OST của mình để thu phí. Vậy thì họ muốn giao dịch được trên cái nền tảng của mình, họ phải sở hữu cái đồng OST. Thứ tư là đồng OT sẽ được sử dụng trong hệ sinh thái truyền thống của tập đoàn ở 26 công ty con. Ví dụ mua nhà, mua xe hay mua các cái hệ sinh thái sản phẩm của tập đoàn. Ví dụ như đối với đại đại học thì các cô chú anh chị sở hữu cái lượng OT đủ lớn, ví dụ như 50.000 hay 100.000 thì mình sẽ được tặng một cái suất cho con mình đi du học miễn phí tại Mỹ, tại cái trường của tập đoàn. Vậy thì thay vì cô chú anh chị mất đi 2-3 tỷ cho con mình đi du học thì mình chỉ cần 2-3 tỷ sở hữu cái đồng OT, nó vẫn là tài sản của mình nhưng mình lại được một cái suất cho con mình đi du học. Thì đây là một cái cơ chế cho những cái người có nhu cầu cho con họ đi học, họ sẽ săn lùng mua cái đồng này để sở hữu đủ nó để đạt được cái điều kiện đi du học. Vậy thì cái đồng này của mình nó sẽ rất là khan hiếm. Hệ sinh thái càng lớn bao nhiêu, tiêu dùng càng nhiều với nhau, với tiêu dùng càng nhiều bao nhiêu thì cái sự khan hiếm càng tăng bấy nhiêu. Và đặc biệt tập đoàn cũng có những cái bảo chứng, tức là có những cái tài sản đưa ra bảo chứng cho dự án này thông qua cái NFT. Ví dụ như cái bức tranh gốc được bảo ngân hàng bảo chứng 150 triệu đô để phát hành ra 150.000 bức tranh NFT 1.000 cho cô chú anh chị sở hữu mai linh trong vòng 2 năm. Tiếp đó là cái ví của mình sẽ được liên trên các sàn thương mại điện tử và khi cô chú anh chị tiêu dùng hay là hệ thống mình tiêu dùng, mình sẽ được những cái khoản tiền hoa hồng chi trả cho mình. Và đặc biệt một cái là tập đoàn sẽ dựa, tức là ngân hàng Mittybank sẽ dựa vào cái lượng OT mình sở hữu trong cái ví của mình sẽ cấp hạn mức tín dụng khoảng 70% cái số lượng OT mình sở hữu. Ví dụ như mình sở hữu 1.000 đồng đi, một đồng trị giá 1 đô thì
mình sẽ được cấp hạn mức tín dụng khoảng 70%, tức là 700 đô để cho mình tiêu dùng khi mình cần tới và không cần phải bán cái đồng OT. Và rất là nhiều những cái kế hoạch sắp tới. Vậy thì điều gì xảy ra ở đây? Tập đoàn rất là ưu ái và tập trung vào dự án và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho cái dự án của mình phát triển nhanh và tạo sự an toàn cho các nhà đầu tư. Đó là cái kế hoạch của tập đoàn. Cô chú anh chị hỏi gì nào? Khi nào có LFT 1.000 à? Thì hiện tại bây giờ là LFT của mình là đơn vị thứ ba đúc ra, đó là Polygon. Và họ đúc ra thì tốc độ đúc chậm hơn tốc độ so với cô chú anh chị mua. Thì hiện tại giờ có khoảng mấy chục cô chú anh chị đang xếp hàng để đợi mua LFT 1.000, cho nên là mình cứ chuẩn bị sẵn tiền trong ví và lâu lâu kích vào một cái. Gặp thì mua luôn, chứ còn em cũng không hứa trước rồi, tại vì bây giờ tốc độ mua quá là nhanh ạ. Dự án tốt nên tốc độ mua quá là nhanh ạ. Dạ, ở đây em thấy có hai anh chị giơ tay ạ. Em mời anh Hiếu Lê ạ. Dạ. 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 Thì cái cơ chế giá của một cái đồng token lên sàn ấy thì nó phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc vào cái vốn hóa của tập đoàn. Nó phụ thuộc vào cái nền tảng của cộng đồng. Thì ở đây thứ nhất thì dự án của mình đang đứng trên vai người khổng lồ, đó là trực tiếp tập đoàn triển khai. Thì tập đoàn của mình có cái lượng vốn hóa rất là lớn, đặc biệt là mình có những cái bức tranh đưa vào bảo chứng. Nay mai tập đoàn sẽ đưa thêm khoảng 2 bức tranh vào đấy để bảo chứng cho cái dự án của mình, nên cái vốn hóa cho cái dự án của mình nó sẽ tăng lên nữa. Em ví dụ hiện tại là dự án của mình đang được bảo chứng bằng một bức tranh 150 triệu đô. Vậy thì cô chú anh chị từ lấy 150 triệu đô chia ra cho những cái đồng token của mình, tổng cung của mình ấy, thì cô chú anh chị sẽ thấy được cái giá, cho dù nó xuống hết cỡ nó chỉ đến mức đó, là cái mức mà là xuống thấp nhất, không thể xuống thấp hơn mình nữa. Thế nếu như mình đưa ra một cái số lượng bảo chứng nó khoảng là 500 triệu đô đi, mình bảo chứng cho một cái dự án của mình là tổng cung 500 triệu OT. Vậy thì 500 triệu đô bảo chứng cho một cái dự án 500 triệu OT thì một OT của mình nó được bảo chứng là bao nhiêu ạ? Đó là mình mới nói cái vấn đề về bảo chứng, mình chưa nói cái vấn đề về cộng đồng. Ở đây tập đoàn là một hệ sinh thái rất là lớn, gồm hơn 20 công ty con. Thì hiện tại mình đang có rất là nhiều những cộng đồng về khách hàng lớn đang hợp tác với bên mình. Thì đó là những cái điều đặc biệt để giúp cho cái data khách hàng của mình nó gia tăng nhanh, để cho cái việc lên sàn của mình nó được thuận lợi. Và còn nữa là cái giá trị của cái đồng OT, thì có nhiều cô chú anh chị sẽ dựa vào nhiều cái tiêu chí để đánh giá về cái giá trị của đồng OT của cái dự án. Thì đặc biệt cái đồng OT của mình nó là một cái đồng coin có nền tảng, mình có blockchain riêng của mình, có cái nền tảng. Và cô chú anh chị, mình thử bỏ một chút thời gian mình tìm hiểu về những cái đồng coin có nền tảng ấy, thì cái tốc độ phát triển và lên giá của nó hay nó xuống giá như thế nào, để mình hiểu được nó dựa vào những cái tiêu chí gì mà nó có thể lên giá như thế. Dạ. 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 50 triệu anh ạ. Dạ. Thì anh hãy vào cái mục khai thác mining ấy, anh kéo xuống dưới một tí
thì nó sẽ có tổng cái dữ liệu mà đã khai thác được, như em mới coi lúc sáng này hình như là 19 triệu mấy trăm ấy, thì mình còn khoảng 30 triệu nữa mới đạt tới chu kỳ halving một nửa. Thì ai là người sở hữu cái máy sớm ấy, thì mình khai thác được trong cái chu kỳ sớm. Cái này nó phụ thuộc cộng đồng, em không quyết định đây nè, có thể một năm nữa nó mới giảm một nửa, có thể là một năm rưỡi nữa, nó phụ thuộc cái đấy, phụ thuộc cộng đồng anh ơi. Nhưng mà nếu mà nó giảm sớm ấy thì mình nên mừng đừng nên buồn, tại vì nó giảm sớm tức là cái tốc độ cộng đồng của mình nó gia tăng nhanh, mà tốc độ cộng đồng gia tăng nhanh thì chứng tỏ cái dự án mình tốt và cái giá của mình nó tăng trưởng rất là tốt. Ê ạ, anh nên nó mà giảm nhanh anh nên vui nha, đừng có buồn nha. Nó giảm nhưng mà cái đồng đó khi đó nó không biết bao nhiêu đô, nó có thể là 10 đô, thì một ngày anh đào được 10 đồng nó tương đương với 100 đô. Dạ, thì cái bức tranh đó là được bảo chứng bằng cái bức tranh gốc của Picasso và được gửi qua bên thứ ba đúc, đó là Polygon. Thì mỗi bức tranh như thế nó sẽ có cái nó gọi là giống như cái giấy khai sinh ấy, nó có thông tin mọi cái đó. Thì sau 2 năm anh khai thác xong, anh đem bức tranh đó lên các cái sàn NFT, anh bán tự do được trên đó, thì cái giá tối thiểu anh sẽ bán được là 1.000 đô, vì bản thân nó đã được bảo chứng là 1.000 đô rồi anh nhé. Vì những người muốn sở hữu được bức tranh gốc, họ phải sưu tầm những bức tranh này đủ, họ mới đổi được bức tranh gốc về. Dạ, vâng, em cảm ơn anh Hiếu Lê. Em mời anh gì, anh Việt Anh ở bên Đức, nãy anh có giơ tay không ạ? Dạ, còn cô chú anh chị nào đặt câu hỏi cho Dũng không ạ? Mình có muốn có đặt câu hỏi gì về cái ví không? À chị ơi, em chào chị Tuyết. Thì NFT của mình hiện tại là có 3 loại, 100, 500 và 1.000, thì chỉ có loại 1.000 mới bán được cho chị nha. Dạ em chào chị Hảo hay anh Hảo Phan gì nè. Dạ em mời anh chị ạ. Em hỏi anh Dũng một tí ạ. Dạ em chào anh. Em hỏi là mình bán cái vòng 1 từ là 3 tháng thì mình mới được bán đúng không ạ? Dạ Khi chu kỳ mà đúng rồi anh. còn vòng 2 là bán từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 5 hay là bao giờ thì hết ạ? Dạ vòng số 2 là mở bán từ ngày 20 tháng 5 đến 30 tháng 5 anh. Thì hiện tại bây giờ là em cũng chưa kiểm tra dữ liệu, sáng em coi là bán được gần 5 triệu rồi. Thì tổng số lượng bán của mình chỉ có 10 triệu thôi. Thế là không bán hết thì đốt hay là lại bán tiếp vòng hay Dạ là vâng ạ. kéo? Lộ trình của công ty là 3 vòng bán, dư bất cứ đồng nào là đốt bỏ. Vì Thế là vòng mình 3 là từ vòng 3 thì từ bao giờ ạ? vòng 3 là từ ngày 20 tháng 6 đến 30 tháng 6 anh. 20 tháng 6 đến 30 tháng 6. Dạ. Và số lượng bán là chỉ có 5 triệu và giá bán là 1 đô. Vậy thì nếu như mình mua vòng này qua tới 1 tháng sau là mình đã nhân đôi, và thêm 1 tháng nữa là đã nhân 3. Bán vòng 3 là bao nhiêu triệu? Vòng 3 là 5 triệu anh. Triệu. Thế Sau là 3 bán vòng, dạ sau 3 vòng là mình sẽ kết thúc không còn vòng nào nữa. Sau này mình muốn mua là phải lên sàn. Lên sàn mua hoặc là mua máy đào. vòng 2 là khóa mấy tháng em? Vòng 2 khóa 6 tháng, vòng 3 khóa 9 tháng này. Khóa như vậy để tránh bung OT ra một lúc, để tránh cái vấn đề, và đây là một cái chiến lược của tập đoàn để đảm bảo cho cái đồng OT của mình tăng trưởng, đảm bảo về giá và tăng trưởng về giá. Em hỏi câu thứ hai là cái aerob ấy thì là đến bao giờ thì hết ạ? Dạ, thực sự với anh là cái aerobe em không biết là khi nào hết anh. Anh cứ có là nhận thôi, cứ mỗi ngày là 4 tiếng nhận một lần. Dạ. Và cái uplet ấy, cái mà 12 người chỉ được 2,5 đô ấy, cũng không biết bao giờ Dạ, thời gian kết thúc, không biết này. anh yên tâm đi, cái đó thì kéo dài lâu đấy anh, nên anh cứ thoải mái giới thiệu để mình hưởng được cái cơ chế đạt ngưỡng nhận tiền. Và Dạ, mình vâng, em cảm ơn. dạ mình cứ KYC xong là mình nhập ví vô là mình mỗi ngày 4 tiếng mình vào nhận một lần.
Dạ. Đó, cảm ơn anh. Vâng. Dạ, còn cô chú anh chị đặt câu hỏi Dung ạ. Dung xin tiếp trả lời hai câu hỏi nữa là mình kết thúc Zoom nhé. Hiện tại là Dung đang ở trên Bình Dương và cũng chưa về nhà. Cơ chế REP như thế nào? Chị Hạnh ơi, chị hỏi cơ chế REP là cơ chế REP nào ạ? Ở đây mình có hai cơ chế REP. Một là cơ chế bán 3 vòng, hai là cơ chế bán LFT. Thì chị hỏi cơ chế nào ạ? Dạ 2 tháng mình không hết được 50 triệu đâu ạ. Dạ giới thiệu người thì khi mình giới thiệu được một người họ đăng ký KVG xong thì bản thân họ sẽ được tặng 50 ngàn vào ví thu nhập và mình sẽ được 5 đồng OFT. Khi mình giới thiệu đủ 5 người thì mình được thêm một cái ngưỡng là nhận thêm 10 đồng. Khi mình giới thiệu tiếp đủ 10 người mình được thêm một cái cơ chế nhận tiếp nó được 25 đồng. Người ở đây cộng dồn nhé, người ở đây là mình cộng dồn nhé. OnFire xe đó là chia cổ tức thì dự kiến tháng 6, tháng 7 sẽ mở chị ạ. Mình vào trong cái ví của mình ấy, mình vào cái mục giới thiệu, mình kéo xuống một xíu, mình vào cái mục bạn bè, mình coi trong đó mình có bao nhiêu người bạn, ai đã cai xe rồi mình kiểm tra là biết. Thứ hai mình kéo dưới một tí nữa mình coi được cái quyền lợi khi mình đi giới thiệu đạt 5 người, 10 người, 15, 20 người. Đấy, mình sẽ thấy được trong đó. anh Dạ mình ra. anh Dũng cho hỏi ra giới thiệu từ 5 người thì nhận được OFT Dạ. mà khi họ cai xe thành công mà tôi giới thiệu được hình như 7 thành viên mà sao thấy đã được mở khóa mà sao không thấy nhận được 10 OFT mà không biết nó nằm ở chỗ vị trí nào. Anh vào cái mục giới thiệu đúng không? Ở cái anh vào mục giới Đúng thiệu xong anh rồi. kéo xuống dưới. Anh sẽ thấy được cái thưởng cấp độ ấy. Thì khi anh đặt thưởng cấp độ thì cái chỗ đó nó sáng. Anh bấm nhận là tự nó trả về trên ví chính cho anh. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt như vậy nhá. Thành viên của mình KIC mà mình chưa KIC thì mình không nhận được 5 đồng OFT nhá. Mình đã cai xe thành công hết À, luôn mà. anh kéo xuống dưới đi, anh coi cái mục mà đủ 5 người nó sẽ sáng cái đó, anh bấm nhận cái là nó chuyển về vị chính cho anh. À, thấy chỗ 5 người đã mở khóa Vâng, anh bấm vào nó để nhận thôi. à, thế hả, Đấy. hình như nhìn nó hoài không biết nó như thế nào Dạ, anh bấm vào cái anh nhận về thôi. rồi. Ok, cảm ơn anh. Dạ, mua 2 bức tranh 500 thì có được lợi nhuận. Dạ không nhá, anh chị nhá, 2 bức tranh 500 là không được bằng 1.000 nhá. Ở đây là mỗi một bức tranh NFT của mình nó rời nhau. Ví dụ như bức tranh 500 là tốc độ đào của nó là 8.33 thì 2 bức tranh anh chị đào một ngày nó sẽ được 16,66 đồng. Nha, tất cả nó rời nhau chứ không có cộng dồn như kiểu là 2 bức 500 thành 1.000 được nha. CEO thì đã chuẩn bị về tới Việt Nam nhưng mà trong cái buổi mà CEO về thì sẽ có một buổi đi xuyên Việt để làm việc với các cái doanh nghiệp truyền thống đưa cái cổng OnFa vào để thanh toán trên toàn cầu và dự kế hoạch cái dự án OnFa mình sẽ phát triển ở khu vực Đông Nam Á trước thì Việt Nam xong là sẽ có thể đi qua Campuchia thì nếu có những cái thông tin mà hội họp gì thì em sẽ báo lên trên nhóm, cô chú anh chị có thể theo dõi trên nhóm đó. Chị không mua thẻ 30 đô thì ngày xưa chị giới thiệu người được, còn bây giờ chị không kích hoạt 30 đô chị sẽ không bảo trợ được người khác nhá. Cho nên chị sẽ không giới thiệu được ai đâu ạ. Muốn giới thiệu được phải kích hoạt 30 đô mới chia sẻ được.
Dạ bên người lên thì em không biết ạ. Cho nên là đây cô chú anh chị chia sẻ là phải kích hoạt 30 đô nha. Kích hoạt 30 đô mình có cái lợi gì? Thứ nhất, kích hoạt 30 đô là để đó là cái phí phát hành thẻ vật lý, thẻ Mastercard cho mình mà mình chi tiêu được, trên phí để mình hưởng được cái thu nhập từ việc mình đi kết nối cộng đồng, xây dựng cộng đồng. Nhưng cái phí 30 đô này vào tháng 6 nó sẽ lên 100 đô. Thì tại sao nó lên như thế? Thứ nhất, cái phí phát hành thẻ vật lý ở bên Mỹ bản thân ngân hàng nó đã thu 60 đô rồi. Thứ hai, để hưởng cái quyền lợi đi kết nối cộng đồng nó chỉ có 40 đô thôi. Đó là cái giá nó cực kỳ thấp. Cho nên là dự kiến là tháng sau là tổng cái phí đó nó sẽ là 100 đô. Cho nên cô chú anh chị tranh thủ kích trong tháng này, còn qua tháng sau nó sẽ là 100 đô nhé. Hà Nội thì dự kiến CEO đi các cái tỉnh thì sẽ có cái buổi giao lưu nhỏ thôi chứ không có những cái sự kiện lớn đâu ạ. Còn sự kiện lớn mình sẽ vào ngày 22 tháng 6 là sẽ có một cái sự kiện lớn của tập đoàn tổ chức, thì lúc đó mình sẽ có được cái lịch thông báo ạ. Cái đó mới là cái sự kiện lớn. Dạ. Khách hàng nói nằm thẻ mắc thì nó mắc nó so với cái gì ạ? Một cái vật đấy mình đánh giá cái giá trị của nó ấy, thì nó có nhiều cái tiêu chí đánh giá, ví dụ giữa vàng và bạc đấy, tại sao vàng nó lại mắc hơn bạc đó. Ở bên Mỹ người ta mở một cái thẻ ngân hàng 60 đô ấy không ai kêu mắc, còn ở đây mình mở một cái thẻ ngân hàng mà chi tiêu toàn cầu của Mỹ ấy, mình đã được hỗ trợ 30 đô mình vẫn kêu mắc. Nhưng mà khi anh chị cầm cái thẻ đó, cái chị tiêu dùng ấy, nó hoàn tiền ấy, nó hoàn cho anh chị 1-2 triệu một tháng ấy, hay là cái chị chia sẻ cộng đồng, cái chị sở hữu được 1-2 ngàn người ấy, một tháng cái chị có thu nhập 2-30 triệu ấy, thì lúc đó nó còn là mắc không à? Quan trọng là đây tập đoàn tạo cho mình được những cái công cụ cần câu giúp mình có thu nhập, đó mới là cái giá trị của nó, chứ không phải là 30 đô ạ. Chị ơi, làm thẻ ở Việt Nam nó còn miễn phí chị, 100k là mắc á. Quan trọng cái thẻ Việt Nam chị có dùng được tiền crypto không mới là cái vấn đề đó. Cái thẻ của mình nó khác ở cái chỗ là mình có thể chuyển đổi các cái dòng tiền crypto chi tiêu, đó mới là cái đặc biệt. Dạ. Còn cô chú anh chị nào hỏi Dũng, mà nếu hỏi là Dũng xin phép tắt Zoom nha. Dạ em mời anh Hiếu Lê ạ. Dạ. 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 Dạ, anh muốn coi cơ chế để lên cấp ấy, anh bấm vào cái ba gạch, anh chọn cái chỗ mà cấp độ tài khoản. Anh bấm vào cấp độ tài khoản thì trong đó nó sẽ có những cái thông tin để cho anh lên VIP cấp 1, cấp 2, cấp 3 và quyền lợi của anh khi anh ở các cái cấp đó anh được hưởng quyền lợi gì. Thì trong đó nó có cho anh. Dạ. Thì nay mai khi mình ở những cái cấp độ cao ấy, giống như kiểu là mình có cái thẻ ngân hàng thẻ siêu thị nó chia làm nhiều cấp độ ấy, khi mình ở những cấp độ cao đấy thì mình sở hữu được, mình được nhiều quyền lợi hơn. Dạ, đây là một cái ví điện tử crypto chi tiêu toàn cầu đúng không ạ? Mình không phải là một cái ví không ạ, mình là một cái sàn, mình là một cái sàn OnFi, và trên cái sàn OnFi mình có cái ví, và trên cái ví đấy mình có thể thanh toán chuyển đổi các cái dòng tiền crypto là cái tiền pháp định được ạ. Và cái đồng OST chính là cái đồng token của cái mạng lưới blockchain của mình, trong để dùng để chi tiêu cho hệ sinh thái của mình.
Cấp độ là phụ thuộc vào cái lượng tài chính các anh chị giao dịch ở trong đó để chuyển đổi mua OFT hay mua LFT. Đó thì dựa vào cái lượng chuyển đổi tài chính trong đó, dựa vào cái số lượng kết nối con người thì đạt cái định mức trong đó thì nó sẽ được nâng lên mình là VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4. Thì hiện tại em thấy là anh cũng chắc là giao dịch cũng khá khá trong đó mới lên được tới VIP 5 đấy ạ. Dạ đúng rồi, mình ra sàn đúng như kiểu là sàn Binance nhé. Thì nay mai mình sẽ mở thêm một cổng trade, thì trên đó mình sẽ có thêm công cụ trade nữa. Hiện tại thì các cô chú anh chị mới nhìn được khoảng 40% cái hệ sinh thái của mình trong cái ví thôi, còn 60% sau khi giấy phép của mình xong tới đâu sẽ bung lên tới đó. Thì lúc đó mình sẽ thấy nó gọi là sàn thì nó không có thiếu cái gì trên đó ạ. Dạ cái này nó kết nối Mastercard nên mình có thể chi tiêu trên toàn cầu ạ. Nhưng mà nó có thêm cơ chế là tiêu càng nhiều thì được hoàn càng nhiều tiền ạ. Tức là đấy đấy là những cái chiến lược của tập đoàn giúp cho phát triển cộng đồng nhanh ạ. Dạ muốn lên sớm lên level thì mình cứ nạp nhiều tiền mua nhiều LFT là lên level nhanh ạ. Hoặc là mua OT nhiều rồi là lên level nhanh. Giờ chị cứ mua cho em khoảng 200 ngàn OT thôi là chị lên level 5 mà. One offline có liên quan gì đến công ty? Không phải one offline ạ, work offline ạ. Work offline là một tổ, là một cái quỹ phi lợi nhuận của Mỹ và là đối tác anh em với lại work offline. Quên, đối tác anh em với lại Meditech. Work offline là đối tác anh em với lại Meditech. Thì giữa các đối tác với nhau thì họ có sự hợp tác trên phương diện một số các cái lĩnh vực chứ không phải là toàn diện. Cũng có những đơn vị họ hợp tác toàn diện nhưng cũng có các cái đơn vị họ hợp tác trên một số các lĩnh vực với nhau. Ví dụ như bên Meditech thì hệ sinh thái rất là lớn, thì Work Online cảm thấy cái hệ sinh thái là phù hợp cho thành viên Work Online thì Work Online sẽ hợp tác về lĩnh vực hệ sinh thái đó. Vậy thì OnFi là một cái ví để thanh toán, nó là một cái sàn để chuyển đổi. Vậy thì Work Online có cái đồng Boy, thì cái đồng Boy này các anh chị cần phải rút ra, mà lúc rút ra thì cũng cần phải một cái sàn, cái ví nào đó để chuyển đổi nó ra cái tiền Việt Nam đồng. Anh chị đâu có dùng Boy ở đâu. Vậy thì các anh chị có thể chuyển đổi đồng Boy từ ví của online qua ví OnFi và chuyển đổi ra tiền Việt Nam đồng, tức là cái tiền pháp định của mình ấy, để mình rút về tài khoản ngân hàng mình chi tiêu. Cho nên OnFi không phải là dự án của online nhưng nó là một trong những cái công cụ anh chị có thể thanh toán tiền Boy trong cuộc online ra được nhé. Thì thay vì các anh chị có thể dùng ví thì Vitalo, Vichớt, với MetaMask thì các anh chị có thể dùng ví Alpha, ví nào rẻ thì mình dùng. Khi anh chị nạp 30 đô lần đầu tiên ấy, đó là cái phí kích hoạt cái raw hút. Thì khi mình kích hoạt 30 đô mình được quyền lợi gì? Thứ nhất là mình cái phí đó là phí để phát hành cái thẻ vật lý Mastercard chi tiêu toàn cầu cho mình. Thứ hai là để mình hưởng được quyền lợi khi đi mình đi xây dựng kết nối cộng đồng. Thì chị hãy vào cái ví của mình bấm vào ba gạch, chọn vào cái mục raw hút, mình sẽ thấy được nó ghi 30 đô ở đó. Khi chị kích hoạt được quyền lợi gì nó ghi rất là rõ, mình đọc vào đó thì đó là quyền lợi ở đó cộng với lại quyền lợi phát hành thẻ vật lý của ngân hàng. Dạ mình còn câu hỏi gì nữa không ạ? Không có câu hỏi gì nữa, chắc Dũng xin nghỉ Zoom tại đây ạ. Vâng, rất là cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian tối nay để nghe buổi chia sẻ của Dũng. Nếu có cái gì nó chưa thì cũng mong cô chú anh chị bỏ qua cho Dũng xin nâng cấp từ từ. Dạ. Kính chúc toàn thể cô chú anh chị có một buổi tối ngon giấc bên gia đình. Dũng xin phép kết thúc Zoom ạ. Cảm ơn Dũng, cảm ơn sự chia sẻ của Dũng.
Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị. Dạ, bye bye cô chú anh chị. Chúc ngủ ngon. Rồi, chúc ngủ ngon nha. Cảm ơn anh Dũng. Xin chào cả nhà. Cảm ơn em Phi nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. À, em cảm ơn. Chị cưới tháng tư nên là chúng ta cưới Dạ. tên là tiền Hẹn đã xong rồi.